Chào mừng các bạn đến với kênh Điểm tin bóng đá. Quý vị và các bạn thân mến, vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 23 tháng 6, đội tuyển Bỉ sẽ gặp đội tuyển Romania trong khuôn khổ lượt thứ hai của bảng E vào chung kết Euro 2024. Trận đấu này sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh TV 360+1, VTV3, HTV Thể thao và HTV7. Đội tuyển Bỉ, như các bạn đã biết, là chịu thất bại gây sốc trước Slovakia trong trận ra quân. Phải nói đó là một trận đấu rất đen đủi cho Lukaku và các đồng đội, thậm chí là VAR đã từ chối hai bàn thắng của đội tuyển Bỉ. Dù vậy thì phải nói rằng là chất lượng thi đấu của Bỉ là chưa được cải thiện dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Domenico Tedesco. Vị thuyền trưởng người Đức này đang không có điều kiện làm việc tối đa bởi nền bóng đá Bỉ trải qua giai đoạn khủng hoảng tài năng khi thế hệ vàng đang dần trôi qua vào quá khứ. Tại vòng chung kết World Cup 2022 trên đất Qatar, đội tuyển Bỉ bị loại ngay sau vòng đấu bảng. Đó là kết cục xứng đáng cho những con quỷ đỏ bởi là chất lượng thi đấu nghèo nàn của họ. Nhưng sẽ không dễ để cho Bỉ có thể là nhanh chóng đứng lên. Kevin De Bruyne đã không có những đồng đội đủ hay để đủ để hỗ trợ cho anh như ở tại Man City. Lukaku thì đã lớn tuổi, đồng thời cũng là cực kỳ vô duyên trong những trận cầu quan trọng. Một vấn đề khác là sự đi xuống của Lukaku bắt đầu từ mùa bóng 2021-2022 khi anh rời khỏi Inter Milan. Đến nay là đã 3 năm nhưng nền bóng đá Bỉ chưa tìm ra tiền đạo nào để có thể dần thay thế cho Lukaku. Đè bẹp Ukraine trong trận ra quân là chiến tích làm nức lòng người hâm mộ Romania. Lần gần nhất trước đó, Romania thắng tại vòng chung kết một giải lớn là khi đánh bại đội tuyển Anh 3-2 ở vòng chung kết Euro năm 2000. Như vậy, đó là lần đầu tiên mà Romania thắng ở vòng chung kết một giải lớn sau 6 trận liên tiếp chỉ hòa và thua. Trước khi thắng Ukraine, đội tuyển Romania cũng đã đánh bại một đối thủ cực mạnh là Thụy Sĩ tại vòng loại Euro 2024. Rõ ràng là Romania không phải là gương mặt xoàng, dù đội bóng này không có những cầu thủ ngôi sao. Họ cũng đủ khả năng tiếp tục gây ra cú sốc nữa trước đội tuyển Bỉ. Về mặt lực lượng thì hậu vệ phải Thomas Müller là cầu thủ Bỉ duy nhất đang có vấn đề về sức khỏe khi anh chưa chắc đã ra sân. Sau thất bại trước Slovakia, Maxim Doukouper, Openda và Alex Witsel sẽ bước vào đội hình xuất phát ở trận đấu tới. Về phía Romania, họ đủ lực lượng trong trận đấu thứ hai ở vòng bảng của mình. Những gương mặt đáng chú ý nhất của họ bao gồm hậu vệ Radu Dragusin đang khoác áo Tottenham, cũng như 4 cầu thủ đang chơi bóng ở Serie B. Cựu tuyển thủ Bỉ Enzo Sifo chia sẻ về nhận định trận đấu như sau. Đội tuyển Bỉ đang có quá nhiều vấn đề mà dễ thấy nhất là những gương mặt cũ kỹ. Đội bóng này cần nhiều cầu thủ mới. Đội tuyển Bỉ cũng chưa thực sự thích nghi với ý tưởng của huấn luyện viên. Lần gần nhất Romania thua Bỉ cách đây 32 năm, khi đó thì Bỉ thắng 1-0 tại Anderlecht trong khuôn khổ vòng loại World Cup 1994 nhờ bàn thắng duy nhất của hậu vệ Rudy Smith. Với việc đội tuyển Bỉ liên tục gây thất vọng tại các giải lớn, họ sẽ khó thắng với cái biệt là quá một bàn. Cửa để cho Lukaku và đồng đội đè phạt góc chung cũng là cửa sáng. Chuyển sang một số thông tin vắn liên quan đến những diễn biến tại vòng chung kết Euro tại Đức thì mới đây, đội tuyển Áo đánh bại Ba Lan sau 29 năm và huấn luyện viên Rangnick cũng đã có những chia sẻ của mình sau thành tích này. Chúng tôi thi đấu hoàn hảo trong 20 phút đầu. Huấn luyện viên Ralf Rangnick, cựu huấn luyện viên của Man United, là huấn luyện viên trưởng đội tuyển Áo chia sẻ sau trận thắng vừa qua, qua đó giành 3 điểm đầu tiên và mở ra cơ hội đi tiếp. Chúng tôi lẽ ra đã dẫn trước nhiều hơn một bàn. Sau đó toàn đội đánh mất thế trận và để mất bóng. Đó là lý do mà chúng tôi thực hiện một vài sự thay đổi trong hiệp 2, qua đó kiểm soát lại tình hình. Sự sa sút của chúng tôi trong hiệp 1 là vấn đề về mặt tinh thần. Có lẽ các cầu thủ nghĩ rằng trận đấu đi theo chiều hướng dễ dàng và chúng tôi có thể ghi thêm các bàn thắng. Phong độ của một vài vị trí bị suy giảm dẫn đến thế trận khó khăn. Kết quả vừa qua cũng chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng của Áo trước Ba Lan với thành tích là hòa 2, thua 3. Lần gần nhất Áo giành chiến thắng trước đối thủ này đã diễn ra từ tháng 5 năm 1995, cách đây 29 năm trong một trận giao hữu. Tuyển Áo đã giành 3 điểm và có thể chờ kết quả trận Pháp gặp Hà Lan diễn ra sau đó. Ở lần cuối cùng thì đoàn quân của huấn luyện viên Ralf Rangnick
sẽ chạm trán CLB Màu da cam. Chia sẻ về trận đấu tới đây thì chiến lược gia người Đức khẳng định: áp lực ư, chúng tôi cần ít nhất một điểm, nhưng trước hết chúng tôi phân tích những gì đã xảy ra ở trận đấu này. Chúng tôi thậm chí có thể giành ngôi đầu nếu đánh bại Hà Lan, nhưng quan trọng là phong độ của chúng tôi thể hiện trong ngày hôm nay. Ngày hôm qua, như các bạn đã biết là trận cầu tâm điểm của bảng D đã khép lại với tỷ số hòa, không bàn thắng, mở ra cơ hội cho cả hai đội Pháp và Hà Lan. Tuy nhiên với Pháp, đây là trận thứ hai các chân sút của họ không tìm được mảnh lưới của đối phương. Và huấn luyện viên Didier Deschamps đã có những chia sẻ về thực trạng của đội bóng này sau trận đấu: thật không may là chúng tôi không thể tìm được đường vào khung thành của đối phương. Đây là một trận đấu có cường độ cao và tôi hạnh phúc với màn trình diễn của các cầu thủ. Mặc dù có đôi chút thất vọng vì toàn đội thiếu đi sự chính xác trước khung thành. Cùng với đó, huấn luyện viên Deschamps cũng đặt mục tiêu nỗ lực hơn ở trận đấu tiếp theo. Chúng tôi đã chơi tốt ở hàng tấn công, có rất nhiều điều tích cực được rút ra sau trận này. Ngoài ra thì bạn phải nhìn vào đối thủ, cả Áo và Hà Lan đều là những đội mạnh, nhưng rõ ràng để giành chiến thắng thì bạn cần phải ghi bàn. Chúng tôi sẽ nhìn vào đó để cải thiện ở trận sắp tới, hướng đến mục tiêu vào vòng tiếp theo. Tôi sẽ lo lắng hơn nếu đội tuyển Pháp thậm chí không tạo ra cơ hội. Tôi nghĩ Griezmann đã thi đấu ở trận này là tốt hơn, nhưng có lẽ mà trình diễn của anh ấy có đôi chút vấn đề. Điều không thường xuyên xảy ra với Antoine, cậu ấy ngày hôm nay thi đấu cao hơn thường lệ bởi là chúng tôi có bộ ba tiền vệ khác. Về phần mình thì huấn luyện viên Ronald Koeman bên phía đội tuyển Hà Lan tỏ ra hài lòng với một điểm có được trước Pháp. Cụ thể thì ở trận vừa qua, Hà Lan có một trận đấu lép vế so với Pháp. Họ chỉ cầm bóng 37% và hứng chịu 15 cú dứt điểm từ Pháp. Ở trận này là đội tuyển Pháp có nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng họ không tận dụng để ghi bàn. Kết quả hòa là xem hợp lý ở trận đấu này và huấn luyện viên Koeman thừa nhận rằng ông cảm thấy hài lòng với một điểm có được trước đội mạnh như là đội tuyển Pháp. Tôi không nghĩ rằng trận đấu này có cảm giác như là một chiến thắng. Chúng tôi bước vào trận đấu với mục tiêu là chiến thắng và ghi bàn. Chúng tôi không tạo được nhiều cơ hội như mong muốn, nhưng tôi nghĩ rằng Pháp cũng tương đối vui mừng với kết quả này, cũng giống như chúng tôi. Luôn luôn là phức tạp khi bạn đối đầu với một đội như Pháp. Chúng tôi muốn chơi thứ bóng đá của mình và thử những phương án táo bạo. Nhưng chúng tôi đã không thể mất bóng như trận đấu này. Chúng tôi cần phải phản ứng nhanh hơn và tạo ra nhiều cơ hội hơn trên hàng công. Chúng tôi vẫn là một đội cần phải có sự phát triển. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.